Nếu mà nói vai chính và vai thứ của phim Nghèo Siêu Dễ thì mình sẽ có 8 vai. Ba là một người công an đã về hưu rồi, nhưng mà lại rất là thích đi làm chuyện bao đồng. Cái người mà rất là phiền, có ngày cứ xen vô mấy chuyện đánh bài của tôi hoài rồi. Tại sao cái chuyện ở nhà ổng, con ổng học hành ổng không lo, mà ổng đi lo canh me rừng mò người ta? Thu là ai à? Con đó là chùm chôm chĩa, chùm ăn cắp, đừng bao giờ mời tới nhà. Là sơ sẩy là nó xoay sở liền à? Thằng quỷ này á, nó bất tài lắm, mà được cái ước mơ nó rất cao nha. Nó tính toán sai bét luôn á. Vậy mà nó ôm mộng làm CEO. Khoan! Sao? 10%. Không thì thôi dẹp. Khoan! 15%. Ba đứa tôi mới chịu. 15%, ba đứa chốt được. Tưởng của tôi về cậu Phú này không phải là vì cái sự siêng năng cần cù, đó là về cái bộ của cậu Phú. Cậu Phú có một cặp giò rất chắc. Em muốn đến với nghệ thuật, hãy gặp anh. Những cái bộ giò anh ta xào bài mà nhanh giống như là lạch cái nướng sườn vậy đó. Đánh bài từ nhỏ tới lớn chưa ăn bài lần nào, vậy mà tự phong mình thần bài đó, trời trời muốn lại nó luôn. Hay mít ướt. Mỗi lần mít ướt cái là nói về mẹ, gọi mẹ. Mà biết trong kia mít nhiều tiền vậy. Chứ má là vui lắm. Không biết có giỏi không, hở đụng vô cái. Tao có giỏi nha, tao có giỏi nha, tao có giỏi nha. Tao có giỏi nha. Tao có giỏi bốn mớ. Ghét cờ bạc lắm. Mèo thì cũng không có gì để nói, tại vì mèo cũng không có nói gì với tôi. Anh mèo là một sói ca. Vừa gặp anh mèo là tôi cảm giác tôi với ảnh là một nửa của nhau rồi. Rất là đẹp trai. Chùm ma túy. Mà nhìn ổng thấy ghê, bật đồ lè loẹt. Nhìn không giống chùm chút xíu nào, nhìn mặt hề gần chết. Tai đó mà chùm sao mà đen vậy trời. Tai nó là vũ sư, nhìn là biết rồi. Kim á thì nhìn thì đẹp, ít nói, nhưng mà thôi, nghĩ thôi đừng nói. Oanh thoại rất là ít nhưng mà hành động thì được thể hiện rất là nhiều. Một cái bản mà ta nói nó khác hoàn toàn so với là chú Thái bao đồng nha. Chú thì lo chuyện xã hội bao đồng lắm, bé My không có thích. Thêm ra là chú cũng sợ bé My lắm. My sẽ là một cô bạn học lớp 12, tức là cũng không lớn em quá nhiều, chỉ lớn em 1 tuổi thôi. Cho nên là em cũng có những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm tương đồng với My. Rồi, Đức vui hợp tác với bà chủ.